Rất vui mừng gặp lại các con trong khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn. Các con thân mến, ở video này cô cùng chúng mình đi luyện tập chính tả. Mở đầu, cô giúp các con phân biệt chữ cờ với chữ ca. Cô có hình ảnh của các tiếng chứa âm cờ hoặc âm ca. Các con cùng quan sát, đọc đánh vần, sau đó đọc trơn với cô nhé. Trên mảnh đất này chúng mình thấy có các tiếng cò, cô, cư, cỡ, cổ, cọ, kề, kế, kẻ, kỹ, kệ, kẽ, kỳ. Các con quan sát lại một lần nữa và chúng mình đọc lại những tiếng này. Các tiếng chứa âm cờ hoặc âm ca. Cò, cô, cư, cỡ, cổ, cá, cọ, ki, kề, kế, kẻ, kỹ, kẽ, kệ. Đây là các tiếng chứa âm cờ hoặc âm ca. Chúng mình cũng có các từ có tiếng chứa âm cờ hoặc âm ca, đó là cờ, a, ca, sắc, cá. Cờ, ơ, cơ, huyền, cờ. Cá, cờ. Chờ, ư, chư, ngã, chữ. Ca, y, ki, sắc, ký. Chữ, ký. Chúng mình đã được đọc các tiếng, các từ có tiếng chứa âm cờ hoặc âm a. Cô đọc lại một số từ hoặc tiếng ấy trong những câu hỏi sau. Các con hãy cùng củng cố bằng cách chọn phương án đúng nhé. Thông qua những câu hỏi vừa rồi, chúng mình cũng có thể nhớ lại cho cô một quy tắc chính tả. Chúng mình có chữ cờ hoặc chữ ca. Trong đó, chữ ca chỉ có thể đứng trước các âm e, i. Và chữ cờ thì có thể đứng trước các âm a, o, ô, ơ và rất nhiều âm khác. Để được các tiếng tương ứng, cô mời các con cùng đọc các tiếng này nhé. Kẻ, kể, kỳ, cá, cỏ, cô, cờ. Để mở rộng thêm vốn từ, các con có thể tìm thêm các từ có tiếng chứa âm cờ hoặc âm ca con nhé. Chúng mình vừa được phân biệt chữ cờ và chữ ca. Cô hy vọng rằng các con sẽ nhớ đúng quy tắc chính tả để đọc và viết được chính xác. Phần tiếp theo, cô cùng chúng mình phân biệt chữ g, chữ g. Để dễ nhận biết, chúng mình gọi là g đơn, g kép. Cô lại có hình ảnh của mảnh đất với các tiếng chứa âm g. Các tiếng này chứa âm g đơn hoặc g kép. Các con cùng đọc với cô nhé. Các con đánh vần sau đó đọc các tiếng này. Ga, gà, gừ, gõ, gỗ, gù. Ghe, ghi, ghì. Ghẹ, ghế, ghé. Các con quan sát lại một lần nữa. Chúng mình cùng đọc lại các tiếng này. Ga, gà, gõ, gỗ, gù, gừ, ghe, ghi, ghì, ghé, ghế, ghẹ. Các tiếng này có thể xuất hiện trong một số từ. G, a, ga, huyền. G, o, go,
gà gô. G e ghê sắc ghế. G ô gô ngã gỗ. Ghế gỗ. Thông qua các tiếng và các từ chúng mình vừa được đọc, các con cùng củng cố kiến thức một lần nữa qua những câu hỏi sau. Với âm G và âm G, G đơn và G kép, chúng mình cũng có quy tắc chính tả như sau. Các con nhìn thấy trên màn hình, G đơn và G kép. G kép chỉ có thể đứng trước âm E, âm E, âm I. Còn G đơn thì có thể đứng trước âm A, âm O và rất nhiều các âm khác. Để được các tiếng tương ứng, cô mời các con cùng đọc các tiếng này nhé. Gà, gô, ghe, ghế, ghì. Các con cùng ghi nhớ quy tắc chính tả này trong những câu hỏi sau. Vậy là chúng mình vừa được phân biệt âm G với âm G, G đơn và G kép. Phần tiếp theo, cô cho chúng ta lại phân biệt chữ ng, chữ ng. Để dễ xác định, chúng mình gọi là ng đơn và ng kép. Chúng ta lại có mảnh đất với các tiếng chứa âm ng. Các con cùng đọc với cô nhé. Ngõ, ngà, ngự, ngô, ngừ, ngủ. Nghe, nghề, nghé, nghỉ, nghĩ, nghệ. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nào. Ngõ, ngà, ngừ, ngủ, ngô, ngự. Nghe, nghề, nghé, nghỉ, nghĩ, nghệ. Các tiếng này xuất hiện trong những từ cờ, a, ca, sắc, cá. Ngờ, ư, ngư, huyền, ngừ, cá, ngừ. Hoặc cô có từ nữa cờ, u, cu, hỏi, củ. Ngờ, ê, nghê, nặng, nghệ, củ, nghệ. Với cách đọc các tiếng, các từ và hình ảnh minh họa của nó, chúng mình cùng củng cố lại một lần nữa trong câu hỏi của OLM nhé. Thông qua những câu hỏi vừa rồi, các con cũng có thể ghi nhớ cho cô một quy tắc chính tả. Chúng mình phân biệt chữ ng đơn và ng kép. Chúng mình nhìn thấy chữ ng kép chỉ có thể kết hợp với các âm e, e, i. Còn chữ ng đơn có thể đứng trước âm a, âm o và rất nhiều các âm còn lại. Để được các tiếng tương ứng, cô mời các con cùng đọc những tiếng này. Ngà, ngô, nghe, nghề, nghi. Chúng mình cũng có thể tìm thêm nhiều tiếng từ chứa tiếng có âm ng, ng đơn, ng kép để mở rộng vốn từ các con nhé. Vậy là thông qua bài học này, chúng mình đã được phân biệt chữ cờ với chữ ca, chữ g đơn với g kép, ng đơn với ng kép. Cô hy vọng các con sẽ ghi nhớ được quy tắc chính tả của các tiếng, các từ có tiếng chứa các âm này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại chúng mình trong những bài giảng tiếp theo.